mình muốn nói rằng là nếu mà bé bị khóc dạ dày không có nghĩa là mẹ là một người mẹ không đủ tốt hay là mẹ đã làm gì sai. Và nếu như mà mẹ quá căng thẳng trong cái việc chăm sóc bé khi bé bị khóc dạ dày thì hãy nhờ sự trợ giúp của những người thân nhé. Chào các mẹ, hôm nay mình muốn chia sẻ về chủ đề khóc dạ dày hay còn gọi là colic. Tại sao lại có hiện tượng khóc dạ dày và làm thế nào để cho cái tình trạng khóc dạ dày của bé giảm đi? Khóc dạ dày là tình trạng khóc không kiểm soát ở các bé nhỏ. Những bé hoàn toàn khỏe mạnh cũng có thể gặp tình trạng khóc dạ dày. Khóc dạ dày không phải là một bệnh và không gây ra tác hại lâu dài đối với sức khỏe của bé. Tuy nhiên, với những người làm cha mẹ hay là ông bà khi mà đối mặt với tình trạng khóc dạ dày này thì sẽ cảm thấy rất là bối rối và sẽ rất là khó xử, bởi vì là bé khóc mà không thể nào dỗ được. Và chúng ta sẽ cảm thấy rất là căng thẳng, đôi khi là cảm thấy khó thở, tức cả lồng ngực khi mà bé cứ khóc ngằn ngặt, và những cái biện pháp mà chúng ta làm thì gần như là không có tác dụng gì cả. Khóc dạ dày thường xảy ra khi bé khoảng 2 đến 3 tuần tuổi tính theo ngày dự sinh. Để phân biệt khóc dạ dày và khóc do những nguyên nhân khác thì chúng ta có thể dựa vào những biểu hiện sau đây. Bé khóc rất là gay gắt, thường tập trung vào một thời điểm trong ngày, chủ yếu là vào buổi chiều và buổi tối. Bé dưới 5 tháng tuổi. Thứ ba là mỗi lần khóc thì kéo dài đến tận hơn 3 tiếng. Thứ tư là bé khóc ít nhất 3 ngày trong tuần. Thứ năm là cái tình trạng khóc này đã kéo dài khoảng ít nhất là 3 tuần nay rồi. Và trẻ bị khóc dạ dày thì thường sẽ bị đầy hơi, do khi mà trẻ khóc, trẻ hay nuốt vào bụng những cái không khí. Và khi khóc do ợ hơi thì bé thường co người lên rất là gay gắt và tay nắm chặt lại, bởi vì con rất là đau đớn. Tình trạng khóc dạ dày này sẽ giảm khi mà bé được khoảng 3 tháng 10 ngày theo quan niệm dân gian. Còn theo các nhà khoa học thì khi bé khoảng 4 tháng tuổi thì 80-90% các bé sẽ giảm cái tình trạng khóc dạ dày này, và có một số bé đặc biệt thì sẽ khóc thêm khoảng 1-2 tuần nữa. Khóc dạ dày này sẽ đạt đỉnh điểm khi bé khoảng 6 tuần tuổi. Theo các chuyên gia thì có khoảng 8-40% trẻ bị khóc dạ dày. Và tại sao bé bị khóc dạ dày thì nó vẫn là một câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, dưới đây là một số giả định được đặt ra. Hiện tượng khóc dạ dày này là để bé giải tỏa những cái căng thẳng mà bé gặp phải trong quá trình mà bé làm quen với môi trường bên ngoài. Khóc dạ dày là biểu hiện sinh lý của những bé nhạy cảm. Một số ý kiến thì lại cho rằng khóc dạ dày là do sự hoàn thiện của hệ thống miễn dịch chưa được tốt. Một số ý kiến khác thì lại cho rằng là trong quá trình mẹ ăn uống và cho bé bú mẹ thì một số thức ăn của mẹ khiến cho bé bị dị ứng. Những người mẹ mà hút thuốc khi mang thai thì cũng có thể khiến những bé sau này khi sinh ra tăng nguy cơ bị khóc dạ dày. Là khi mà bú sữa mẹ thì cái nguy cơ mà bé khóc dạ dày sẽ giảm đi. Mặc dù vậy thì tất cả những cái nguyên nhân mà mình vừa nêu ấy, nó chỉ là phỏng đoán thôi, và chúng ta vẫn chưa tìm ra được chính xác tại sao bé lại bị khóc dạ dày. Mặc dù là chăm sóc một em bé mà cứ khóc ngằn ngặt thì sẽ rất là khó khăn đối với bố mẹ. Tuy nhiên thì chúng ta không nên để bé ở một mình, mà nên ví dụ như là mẹ quá căng thẳng trong quá trình dỗ bé nín ý, thì mẹ có thể nhờ một người khác theo dõi bé, và mẹ tạm thời là nuôi ra một chỗ khác để xử lý cái cảm xúc của mình, cho mẹ bình tĩnh lại. Và dưới đây sẽ là những cách mà được đánh giá là có thể hiệu quả đối với các bé. Những cái cách này thì sẽ không có một công thức chung cho tất cả các bé, mà mình thấy là cách nào mà có thể là hiệu quả với bé nhà mình thì mình hãy áp dụng nhé. Chúng ta có thể ôm ấp vỗ về, ra tiếp ra với bé. Chúng ta có thể quấn bé hoặc là cho bé nghe tiếng ồn trắng, bởi vì khi ở trong bụng mẹ thì sẽ trong một môi trường rất là chặt, cho nên nếu mà việc quấn bé thì sẽ giúp cho bé cảm thấy giống như là khi bé còn ở trong bụng mẹ. Đồng thời thì những cái tiếng ồn trắng giống như là tiếng mưa rơi, tiếng máy sấy tóc hay tiếng gió thổi thì sẽ giúp bé dễ chịu hơn, bởi vì khi ở trong bụng mẹ thì con cũng thường xuyên nghe thấy những âm thanh đều 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 như vậy. Với những bé bị khóc dạ dày thì buổi tối chúng ta không nên tạo cho bé quá nhiều trò chơi khiến cho bé bị kích thích và sẽ dễ khóc hơn vào buổi tối. Chúng ta có thể cho bé nằm sấp trên người hoặc là nằm sấp ở trên chân của mình và massage cho bé để bé cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng ta có thể xoa bóp bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ xung quanh rốn ý. Chúng ta hãy vỗ hơi cho bé để cho bé dễ chịu hơn, bởi vì khi mà bé khóc nhiều, hơi vào trong bụng của bé nhiều sẽ khiến bé rất là đau đớn. Thì vỗ hơi chúng ta có thể bế vác để vỗ, hoặc là cho bé ngồi và đỡ bé và vỗ bé vào lưng. Nếu mà bé được bú mẹ thì hãy cho bé bú kiệt một bên bầu sữa rồi sau đó mới chuyển sang bên còn lại, để đảm bảo là bé bú được cả sữa đầu và sữa cuối, giúp cho dinh dưỡng và cơ thể bé cân bằng. Còn nếu mà mẹ cho bé bú một bên ngực, một lúc sau mẹ lại chuyển sang bên ngực còn lại, thì bé sẽ chỉ bú được sữa đầu mà thôi. Và nếu mà bé chỉ bú được sữa đầu thì có thể khiến cho cái tình trạng khóc dạ dày này tệ hơn. Với những bé dùng sữa công thức thì mình hãy hỏi ý kiến bác sĩ để xem xét là chuyển cho bé sang dùng sữa thủy phân protein. Với những bé bị dị ứng thức ăn ấy, thì cái việc dùng sữa thủy phân protein thì có thể
làm cho cái tình trạng của bé khá hơn. Chúng ta có thể đưa bé đi dạo để bé cảm thấy dễ chịu hơn, và có thể dùng đi giả cho bé để bé cảm thấy dễ chịu và được trấn an. Bởi vì việc khóc dạ đề thì vẫn chưa có nguyên nhân rõ ràng, cho nên tất cả những biện pháp mà mình vừa nêu ấy, chúng ta hãy thử áp dụng xem biện pháp nào có hiệu quả với bé nhà mình nhé. Các cụ thì sẽ hay có những mẹo, chẳng hạn như là đốt vía, hay là dùng tỏi để treo trong phòng, hoặc là dùng dao để đặt ở bên dưới giường giúp cho bé đỡ khóc hơn. Theo ý kiến của mình thì những biện pháp mà mình vừa kể nó vô hại, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé cả, nhưng mà nó lại giải tỏa vấn đề tâm lý cho bố mẹ, thì chúng ta có thể áp dụng trong trường hợp bé bị khóc dạ đề. Tuy nhiên có những cái mẹo dân gian, chẳng hạn như là dùng lòng trắng, trứng với bột mì và nước chanh để vặt toàn bộ cái lông ở trên lưng của bé đi, hay là dùng dao lam và kim để chọc vào lưng của bé để nặn những cái máu độc ra ấy, hoặc là những cái cách mà dùng thuốc không rõ nguồn gốc gì đó mà không có ý kiến của bác sĩ thì chúng ta không nên sử dụng, bởi vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé. Khi mà bé bị khóc dạ đề thì chúng ta nên đưa bé đến khám bác sĩ để xem là ngoài việc khóc dạ đề thì bé còn có đang gặp một vấn đề sức khỏe nào nữa không. Và đây là những dấu hiệu mà chúng ta nên đưa bé đến gặp bác sĩ. Thứ nhất là bé khóc quá to, quá nhiều, liên tục. Thứ hai là bé không chịu bú. Thứ ba là bé bị nôn mửa với dịch nôn có màu xanh lá. Thứ tư là chúng ta thấy trong phân của bé có máu. Thứ năm là bé bị sốt. Thứ sáu là khi bế bé thì chúng ta thấy người bé mềm rũ ra. Tiếp theo là bé nhợt nhạt, da tái xanh, và ở đỉnh đầu thì có những cái điểm mà chúng ta thấy rất là mềm. Và nếu bé bị khó thở thì hãy đưa bé đến bác sĩ ngay nhé. Hy vọng là video này của mình có thể giúp ích được phần nào cho bố mẹ khi mà bé bị khóc dạ đề. Mình thực sự là rất cảm thông với bố mẹ, với ông bà trong trường hợp mà nhà có một em bé bị khóc dạ đề. Bởi vì một em bé thì không cần phải bị khóc dạ đề, thì chúng ta riêng cái việc là giải mã tiếng khóc của bé, đáp ứng các cái nhu cầu ăn ngủ của con, rồi hiểu cái tiếng khóc của con, đã là một cái hành trình phải dồn rất là nhiều tâm huyết cũng như là rất là nhiều bối rối rồi. Nên là nếu mà bé bị khóc dạ đề thì mình rất là cảm thông. Mình muốn nói rằng là nếu mà bé bị khóc dạ đề không có nghĩa là mẹ là một người mẹ không đủ tốt, hay là mẹ đã làm gì sai. Và nếu như là mẹ quá căng thẳng trong cái việc chăm sóc bé khi bé bị khóc dạ đề thì hãy nhờ sự trợ giúp của những người thân nhé. Cảm ơn các bạn.